Alo, em nghe nè. Em sắp tới nhà anh rồi. Nhưng mà sao cái đường này nó lạ lắm? Hay là em đi lạc ha? Thôi để em tra Google lại. Dạ. Các bộ phận của thi thể nạn nhân đã được người dân tìm kiếm và gom lại. Xác định đây là nữ, 25 đến 27 tuổi. Theo báo cáo của pháp y, thì nguyên nhân chính dẫn đến cái chết là do xô xát. Có thể là hung thủ đã giết người ở một nơi nào đó. Việc quan trọng nhất cho đến bây giờ là phần đầu của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Đội cứu hộ đã cho thợ lặn tìm kiếm trong 3 ngày nay nhưng vẫn chưa thấy đầu của nạn nhân. Rất có thể là đầu nạn nhân đã được phi tang ở một nơi khác. Rồi tất cả mọi chuyện cũng sẽ được phơi bày thôi. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là chúng ta cần phải liên hệ với các địa phương xung quanh để xem lại những thông tin mất tích gần đây. Từ đó chúng ta có thể khoanh vùng, định hướng và điều tra. Đó. Ủa? Vợ mày đâu? Sao mày nói lên thành phố rất mà? Nó nói là đi công tác với sếp rồi. Sao nó không nói với má? Ngày mai là đám giỗ ba nó rồi đó. Vợ con nói là đi gặp khách hàng để ký hợp đồng gì đó. À, vợ con có nói là lần trước gửi cho má 100 triệu. Má gửi lại cho con đi. Sao nó không điện thoại cho má? Chừng nào nó điện thoại đi, tao sẽ đưa cho mày. Má không tin con hay sao? Dù gì con cũng là con rể của má mà. Từ khi mày bị phạt vì tội cờ bạc là đã mất lòng tin từ tao rồi. Tao nhắc lại cho mày biết, chừng nào nó gọi điện thoại cho tao thì tao sẽ đưa cho mày. Thiệt là con cũng đâu có muốn đâu mà má. Con cũng làm ăn đàng hoàng mà. Một khi đã làm mất lòng tin từ người khác thì không bao giờ lấy lại được đâu. Chừng nào mày tu chí làm ăn lại đi thì tao sẽ suy nghĩ lại. Má. Má. Khốn. Bà già mày dám xem thường tao hả? Rồi cũng sẽ có lúc tao cho bà ta đi gặp mày.
Trời ơi, sao gọi má hoài không được vậy trời? Má ơi, sao bữa giờ con gọi chị hai không được vậy má? Má cũng gọi không được nè. À, má, má có đọc báo vụ giết người phân xét lần trước không? Cái chuyện gì mà ghê vậy? Hồi lần trước con đọc á, con nghe kinh khủng lắm. Nhưng mẹ còn cắt ghép hay photoshop gì đó, nhìn từng bộ phận bị chặt ra trương sình lên khiếp lắm. Thôi đừng có kể nữa. Mau vô kho nồi thịt á, để ngày mai cúng đám. Bây giờ má qua nhà chỗ của thằng Phúc, kêu nó chở qua nhà Xu Gia để mà mời đám. Đi đi. Mọi người ơi, Phúc, mày tưởng mày trốn được hả? Nè, mấy cậu làm cái gì vậy? Bộ bà đuôi hả? Tôi tới đây tôi đòi nợ, nó chơi đá gà thiếu tiền tôi. Thôi, có gì từ từ nói, với lại đâu, nó khóa cửa gì nó đâu có nhà đâu. Có gì tôi về tôi nhắn cho. Ủa, bà là ai mà sẵn vô đây vậy? Hả? Tôi là má vợ của nó. Má vợ hả? Vậy mở cửa đi. Tôi vô tôi siết nợ, khi nào có tiền rồi tính tiếp, nhanh đi. Thôi, để tôi nói cho. Với lại nó không có cái gì đâu để mà siết. Tôi cũng không có chìa khóa mở cửa nữa. Cần gì chìa khóa đại ca? Ba cái ổ khóa này em bẻ cái mẫu mà. Trời ơi, cậu đừng có làm vậy mà cậu. Mấy cậu tôi năn nỉ mấy cậu mà. Phúc đâu? Mày bước ra đây coi, mày đừng trốn nữa. Phúc, cái mùi gì mà nó hôi hám dữ vậy trời? Chắc có con gì nó chết ở đâu đây quá. Một kinh khủng vậy mà nó ở được hay dữ vậy ta. Đã có kết quả xét nghiệm ADN trên mẫu tế bào da đầu của nạn nhân, hoàn toàn trùng khớp với lại ADN của bà Du và Tiên. Khẳng định nạn nhân chính là Hạnh, con gái của bà Du, và hung thủ chính là chồng của nạn nhân. Triển khai lực lượng truy bắt đối tượng ngay lập tức. Rõ. Từ sáng tới giờ, má tôi ngồi ở đây, không chịu ăn uống gì hết. Con chào bác. Công tác bên pháp y đã xong. Chiều nay bác có thể làm thủ tục nhận xác chị Hạnh về mai táng. Trời ơi, con của tôi mang nặng đẻ đau, mà bây giờ nó giết ai một cách giả mang như vậy đó. Phúc ơi là Phúc, mày mau trả con Hạnh lại cho tao đây. Bác cứ bình tĩnh, tụi con sẽ cố gắng bắt hung thủ đền tội. Trước đây tôi đã cảnh báo nó rồi, đừng có quen, đừng có cưới mà. Nó cứ cãi tôi, bây giờ chuyện nó xảy ra như vậy đó, trời ơi. Tụi con cũng lấy làm tiếc, anh Phúc từng có lý lịch rất sạch. Chắc là dạo gần đây do nợ nần nhiều quá, nên anh Phúc mới ra tay tàn ác như vậy. Hôm trước, nó bắt tôi đưa nó 100 triệu, chắc nó định nộp tiền bỏ trốn á. Bác cứ yên tâm, lưới trời lồng lộng, báo chí cũng đã đăng tin truy nã kẻ thù ác rồi, không có trốn được lâu đâu.
Trang 27 tuổi, nhà ở ấp 7 Chợ Thượng. Hung thủ là chồng vừa cưới được hơn 1 năm. Hiện tại lực lượng công an đang truy nã đối tượng này. Em đã nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng nói cờ bạc nữa mà anh không nghe. Anh lỡ rồi, bây giờ mà không có tiền á là tụi nó cắt cái lỗ tai của anh đây nè. Chứ bây giờ em không biết làm cái gì cả. À, mình còn 100 triệu tiền mừng cưới, em đưa anh đi. Anh có điên không? Tiền đó là em để sanh con. Với lại em đưa má giữ rồi, em không có giữ. Thì mình qua má lấy. Anh không nhớ hả? Lần trước cũng vì cờ bạc bị công an bắt, bây giờ có kêu má đưa thì má cũng không có đưa. Vậy bây giờ anh phải làm như thế nào hả? Em đã nói đi nói lại rồi, đừng có cờ bạc nữa. Làm ơn lo cho vợ con đi. Bây giờ hả? Anh làm thì anh tự chịu đi. Em mày dám ăn nói với tao như vậy hả? Tao nói cho mày biết, tiền mừng cưới không chỉ có gia đình của mày cho đâu, mà còn có gia đình của tao nữa. Anh nói mà anh không biết nhục hả? Khi cưới tôi anh không có một xu. Tiền mừng cưới là của má tôi. Chính vì vậy mà mày cho má mày có cái quyền được giữ tiền này hả? Đúng. Tao nói cho mày biết, mày không về nhà má mày lấy cho tao số tiền đó thì coi chừng tao giết mày đó. Anh nhắm làm được gì á? Thì anh làm đi. Mày người dân nhìn thấy một thanh niên giống với đối tượng hay chạy vào con đường này. Em đã tìm hiểu khu vực này. Đây là khu đất bỏ hoang, đang chờ để làm đường lại. Hầu như là không có người dân sinh sống. Chưa hết, đây là nơi hoàn toàn không có điện và nước sạch. Khu đất này giáp với ba tỉnh, tuy đó là khu đất hoang nhưng mà có khá nhiều lối mòn để đi. Tôi tin chắc nếu mà đối tượng có chọn nơi này sẽ không dạy gì mà đi ra một hướng.
đồng ý. Nhưng vụ án đã xảy ra hơn một năm rồi, bây giờ mà điều động toàn bộ lực lượng để truy bắt thì rất là khó. Tất nhiên là chúng ta không thể huy động khi chưa có thông tin chuẩn xác về đối tượng. Việc bây giờ chúng ta cần làm là phải bám trụ ở đây. Mời anh chị vào ngồi. Dạ con chào bác. Dạ bên đơn vị tụi con có một ít quà mang đến để thắp nhang cho chị Hạnh. Lát nữa em dẫn hai anh chị lên phòng thờ. Mất công má em lên chểnh lại tăng huyết áp nữa. Gia đình Tinh Phúc thật là tệ. Chị Hạnh bị giết mà họ không có một lời xin lỗi. Gia đình bên đó toàn là dân giàu tù ra khám không à. Bọn họ có coi pháp luật ra gì đâu. Chị Hạnh thật là đế thương. Thằng Phúc nó trốn qua năm nay rồi, công an mấy người làm gì mà chưa bắt được nó. Bác cứ yên tâm, sống ngoài vòng pháp luật không có trốn được lâu đâu. Mày cứ đứng đây chờ tao vô một lần. Hai lần này hơi hiếm, tao nghĩ phải tính giá cả lại. Là ba con ba lô này chỉ một giá nhất định. Mày nhắm chơi được thì mang đến, không thì biến. Mày ăn nói nên biết trên biết dưới xíu. Ngày xưa tao là người bảo vệ mày trong trại đó. Thời thế hết rồi, đừng mang chuyện cũ ra. Tóm lại bây giờ hàng tăng giá 50%, lấy không? Không lấy tao đem về. Để xem coi hàng mà có chất lượng không đã. Đã làm gì hả? Tính bùng hàng hả? Mày vô đây. Anh có cần tôi giúp gì không? Tao bỏ đi. Bắt cầu công an tới á. Đi. Ông anh ổn chứ?
Tới đây là an toàn rồi. Dâm ba cái chuyện nhỏ xíu. Không sao đâu. Bọn đó là ai mà chơi xấu vậy? Trước đây nó cũng từng là đàn em của tao, còn bây giờ nó theo thằng đại ca khác rồi, nên phản thôi. Đừng có nói là buôn hàng cấm nha. Nếu vậy thì sao? Bình thường thôi. Chuyện ai người đó làm, ai thua thì chung. Nghĩa khí lắm. Lúc trước chở mấy ông anh đi, họ có bán nên tôi mua để phòng thân. Đi chơi dữ ha. Thực sự chở ông anh đi mấy chuyến đầu là tôi đã biết ông anh làm gì rồi. Kinh nghiệm dữ ha. Đi mấy khóa rồi? Thủ quán ở trại nào? Cái đó ông anh không cần quan tâm đâu. Có việc gì kiếm nhiều tiền kéo theo thằng em này vậy? Nếu chú dám chơi thì anh em mình cùng làm. Thông tin mà trinh sát gửi về thì tên Phúc Địa đang ở cùng với một người đàn ông tên là Hào, buôn bán và tàng trữ ma túy. Cả hai đang cùng sinh sống trong một láng trại. Có khả năng cao là tên Phúc có vũ khí để phòng thân. Cứ để cho trinh sát bám theo đối tượng. Việc tiếp theo chúng ta cần làm là lên kế hoạch làm sao để vây bắt đối tượng một cách an toàn cho anh em công an cũng như người dân. Để mình nhìn thằng Hào luôn hả anh? Bỏ đi, tránh xa bọn thằng Hào ra. Mày không thấy thằng đi chung với thằng Hào có hàng nóng hả? Bây giờ anh gật đầu cái đi, em chơi nó liền. Thôi, từ đây phân chia địa bàn ra rõ ràng, không ai đụng đến ai. Nằm im đó, chúng tôi là cảnh sát hình sự. Hình như không có người chúng ta cần tìm rồi. Phúc đâu? Tôi không biết, hôm qua còn nhậu với tôi ở đây mà. Thank you.
Phúc Đẻ, đứng lại. Không kịp rồi, hình như hắn đã có cảnh giác trước. Lần này đối tượng may mắn thôi, nhưng chắc chắn là sẽ không có lần sau đâu. Hắn ta không may mắn, chỉ là do chúng ta sơ suất. Lần này phải lập kế hoạch tỉ mỉ hơn, tránh sai lầm lặp lại. Má, má có xem báo sáng nay chưa? Đủ gì? Công an vừa bắt được một nhóm buôn bán ma túy và xác định Hằng Phúc đang nằm trong nhóm đó. Rồi nó có bị bắt không con? Trốn được rồi má ơi. Chưa hết, công an còn nói nó còn đem súng nữa. Họ đang tuyên truyền để người dân nhận dạng và đề phòng. Mày có thể theo xe công qua biên giới, nhưng tao không đảm bảo an toàn đâu. Chỉ cần có cơ hội, tao sẽ thử. 50 triệu hơi cao đó. Không cao đâu. Nếu tao bị tóm vì tội đưa người vượt biên qua biên giới thì nặng lắm đó. Cho tao thời gian, tao sẽ kiếm tiền. Anh vô nói anh Tiên bắt nồi cơm lên trước đi, rồi em đi lấy gà về cúng. Đi nhanh nhanh rồi về đó, chiều tôi còn có hẹn đó. Ông mà có hẹn gì em đi đá gà thì có. Dạ, con trả lại cho má 2 cây vàng. Lúc trước con có mượn má để mua xe. Thôi, con để đó đi, má đâu có cần gấp đâu. Dạ thôi, tiền nào ra tiền nấy, tiền má cho con mượn thì con sẽ trả, còn tiền má cho thì lại đằng khác. Để thôi, con đem má cắt dây niệm ngủ cho má đi nghe không? Còn biết số vàng đó còn ở trong nhà bà ta không? Làm cái gì mà không bắt máy vậy? Không biết má có ở nhà không nữa. Đừng. Ú ơi, con đừng có làm mà.
Tiên à, bây giờ em nghe nói nè, chị Ngọc sẽ theo em vào trong, nhưng em phải thật bình tĩnh, nhớ chưa? Em biết mẹ em đang bị khống chế, đừng bao giờ để cho Phúc phát hiện là em biết mẹ em đang bị khống chế. Em hiểu chưa? Xong xuôi hết thì em cứ đưa tiền cho hắn. Nhưng nó có súng, em... Em yên tâm, chị Ngọc sẽ bảo vệ cho em. Chỉ cần vụ hung thủ bước ra khỏi phòng sẽ bị bắt ngay. Em hiểu chưa? Bây giờ tao đã đường cùng rồi, đang cần tiền để vượt biên. Số tiền 100 triệu của vợ tao và hai cây vàng của con Tiên đưa cho bà đâu? Má, má gửi ngân hàng hết rồi. Bây giờ mày đòi vậy có đâu mà đưa? Chẳng lẽ trong nhà không còn tiền hay sao? Thực sự không có còn tiền. Mày giết con má rồi, mày đừng có làm bậy với tao nghe. Bây giờ mà công an có bắt tao á thì chết chắc rồi. Đưa tiền cho tao, tao còn tha. Nếu không, tao sẽ cho mày đi theo con Hạnh đó. Mày đừng có hại tao à. Tao không có tiền đâu. Cho phụ má cái này. Dạ. Con. Anh Phúc, anh đang làm cái gì vậy? Đưa tiền đây. Hay là anh đi đầu thú đi. Mày điên hả? Đưa tiền đây.
bạc nợ nần, Phúc đã không giữ được bình tĩnh ra tay sát hại vợ mình. Ghê rợn hơn, y còn phân chia thi thể của Hạnh ra nhiều khúc và phi tang. Phát hiện được vụ việc, ngay lập tức, lực lượng công an đã xác định Phúc là hung thủ và truy bắt nhiều nơi. Sau một thời gian lẩn trốn, hung thủ đã cùng với một người bạn xã hội tham gia vào đường dây mua bán và vận chuyển ma túy. Các trinh sát đi nắm địa bàn truy vết đối tượng thì lực lượng chức năng cũng khoanh vùng và lên kế hoạch truy bắt Phúc. Nhưng vốn tinh vi, ma mảnh từ trẻ, một lần nữa đối tượng thoát khỏi vòng vây. Biết mình không thể sống trong nước, Phúc có kế hoạch vượt biên và y đã quay về nhà cướp tiền của mẹ vợ. Chính từ đây, lực lượng công an đã mai phục và truy bắt đối tượng thành công.